Xe ta mòn trên dặm đường giữa làng quê ta. Coi, ra chứng khoán. Hôm nay. Các bạn thấy không? Vừa rồi là cái hệ thống cảnh báo của MobileEye đã cảnh báo cho mình phía trước có một người đi bộ hoặc đi ngang đường, và một âm thanh vang lên: đạp phanh, cứu mình một bản thua trông thấy. Có lẽ rằng cái tình huống sử dụng điện thoại buổi sáng đi, chúng ta buồn ngủ mơ màng, và chỉ 1 đến 2 giây lơ là thôi là các bạn nếu như không phanh, giá kìa, coi kìa, đoàn, thì điều gì sẽ xảy ra? Nếu là con người, nếu là xe phía trước, tôi không dám nghĩ đến điều đấy nữa. Thì đấy là giá trị của những cái hệ thống hỗ trợ cảnh báo an toàn cho chúng ta. Nó như một người trợ lý, luôn luôn theo sát bên bạn, âm thầm bảo vệ. Và vừa rồi thì quý vị các bạn đã thấy được cái sự thông minh của cái camera và chip xử lý thông minh trong hệ thống MobileEye 630. Bây giờ thì mình sẽ đưa vào những cái tình huống thực tế, và đây là những cái trường hợp mà chúng ta cũng rất hay gặp khi mà tham gia giao thông, đặc biệt là những cái khu dân cư đông đúc. Đó. Đây là một tính năng rất hay và mình đánh giá rất cao trên MobileEye 630. Đấy chính là cảnh báo va chạm sớm với người đi bộ cắt ngang khi qua đường. Và nó có khả năng cảnh báo sớm tới 2 giây. 2 giây là thời gian an toàn để bạn kịp nhận ra và brake. Và không chỉ là người đi bộ, xe máy, ô tô trong điều kiện giao thông thực tế, hệ thống này đều nhận diện được hết nhờ cái hệ thống camera rất thông minh. Đó. Cái hệ thống camera này nó không phải là một mắt cam bình thường trong cái hệ thống camera 360 hay cam hành trình. Camera hành trình chỉ là ghi nhận hình ảnh thôi. Đây là camera cảm biến dùng công nghệ thị giác nhân tạo. Nó có thể xác định được vật thể và khoảng cách, và hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo cái tình huống nguy hiểm theo từng cấp độ. Mình đánh giá rất cao cái tính năng an toàn trên cái MobileEye này, thực sự là vậy. Và nếu như các bạn tìm hiểu thêm thông tin thì MobileEye đấy là do người Israel phát triển, một hãng cũng rất nổi tiếng, và họ phát triển cho rất nhiều những hãng xe nổi tiếng trên thế giới. Các bạn nên nhớ rằng hãng xe nổi tiếng trên thế giới luôn tìm tới những cái nhà sản xuất cung cấp để cùng nghiên cứu phối hợp phát triển. Không ai chơi trò làm tất ăn cả được cả. Bây giờ là 12 giờ này, ví dụ vào những cái thời điểm này gọi là căng ra bụng trùng ra mắt đó, thì những cái tính năng mà giám sát thời gian va chạm và cảnh báo va chạm nó rất là quan trọng, nhất là đặc biệt mà khi mà chúng ta chạy trên những đường cao tốc vào những cái thời điểm như này. Anh em mà đã từng đi đâu đấy dừng ăn trưa xong rồi bắt đầu lại phải lái xe thì sẽ hiểu. Khi mà có một cái người bạn đồng hành như MobileEye 630 này, đây họ liên tục giám sát này. Đấy, bạn đang trong vùng xanh đúng không ạ? Xe cắt ngang này, thời gian nó sẽ giảm đi. Và nếu mà đến cái mức nguy hiểm là 0,6, đấy, màu đỏ này, 0,5 thì có thêm tín hiệu này. Còn sát hơn nữa thì lập tức là sẽ đấy sẽ chuyển sang cảnh báo va chạm. Đó. Thì như vậy họ liên tục là hỗ trợ chúng ta bằng các cái cấp độ hình ảnh, màu sắc, âm thanh và can thiệp, nhưng can thiệp ở đây bằng zoom vô lăng, zoom bần bật luôn. Đây, mình sẽ thử lại cho mọi người xem cái khả độ zoom của đó, thấy không? Có zoom bạn nghe thấy được qua tiếng mic cơ mà. Như vậy buộc là người lái là phải có. Vì đã bao giờ bạn lái xe trong đêm chạy muộn lúc buồn ngủ đúng không? Thì bạn luôn cần một người bên cạnh ngồi nói chuyện. Những tài già thì mình tin là chắc chắn đều phải biết điều đấy. Tính năng cảnh báo va chạm với độ chính xác rất cao, có thể cảnh báo sớm đến 2,7 giây, giúp chúng ta có thể xử lý an toàn tình huống khoảng cách giữa hai xe giảm đột ngột. Ở dưới cái tốc độ 30 km/h, tương đương với việc của chúng ta đi trong phố vào những lúc đông đúc, thì hệ thống không phát ra những cái âm thanh cảnh báo. Chính vì vậy nó cũng không làm phiền chính mình. Các bạn có thể thấy rồi, bây giờ là 5 giờ 20 chiều rồi. Đây là cung giờ cao điểm
Mà nếu mà bạn hình dung là chúng ta cứ bò trên đường, hệ thống lại phát tít liên tục, có phải là phiền không? Nếu ai đã dùng những chiếc xe mà có cảm biến quanh xe ấy, thì đi vào những lúc bò trên đường quay quanh tít điên người luôn ấy, nhất là đang lúc bực mình nữa. Nhưng mà cái hệ thống Mobileye 630 đã được thiết kế mình nghĩ rằng rất là ok và thông minh, phù hợp với điều kiện giao thông của Việt Nam, đặc biệt vào những giờ cao điểm như vậy. Mình nghĩ với cái hệ thống Mobileye 630 này, với hàng loạt tính năng an toàn cao cấp như vậy, với một cái mức chi phí như vậy mà cái giá trị nó mang lại, thì mình nghĩ là hoàn toàn là xứng đáng, rất đáng để trang bị nếu như xe bạn chưa có những cái hệ thống hỗ trợ va chạm, hỗ trợ cảnh báo va chạm sớm, kiểu như vậy. Và đặc biệt, ngay mới ngày hôm qua thôi, có một người bạn đã gọi cho mình: ồ, em đã bị va chạm ở trên đường cao tốc, một chiếc xe phía sau đâm tan kính và nát cửa sau luôn. Đấy là sự thật. Chỉ vì sao? Chúng ta không giữ được cái khoảng cách an toàn. Tình huống đấy nhá, là cái người đâm đuôi phía sau ấy cũng đền mất hơn 1000. Đấy, mình nói khoảng thế thôi. Hơn 1000 thì nó đã vượt quá cái chi phí cho cái bộ Mobileye 630 này rồi. Bộ này nó chưa đến 15 triệu. Chính xác là 14 triệu 990 nghìn. Đấy, chỉ khi xảy ra thì chúng ta mới cảm thấy là nuối tiếc, đúng không ạ? Nhưng thực tế, nếu chúng ta phòng cháy hơn chữa cháy. Phòng thì chúng ta chỉ bỏ ra một khoản chi phí gọi là nhất định, mình nghĩ là nhỏ thôi. Nhưng mà để mà chữa thì thiệt hại không biết bao nhiêu lần. Đó, dưới 30 km/h mà hiện tại chính xác là đang 11 đây, 10, không có bất kỳ cái âm thanh nào phiền nhiễu gây ra cho người lái, cho những người ngồi trong xe cả. Những cái dòng này mà đâm đoang một cái đền nhiều tiền lắm, xe 10 mấy tỷ, đúng không? Giám sát khoảng cách cho anh, bảo vệ anh nhá. Các bạn thấy không? Anh yên tâm, em giám sát cho anh rồi, không lo đâu. Ok, bye bye anh nhá, chúc anh lên đường may mắn. Ok, một trong những cái tính năng rất là hay trên Mobileye 630 nữa đấy chính là giám sát thời gian va chạm với xe phía trước. Đây là một cái tình huống rất là phổ biến trong quá trình là lái xe, đúng không ạ? Chúng ta đi hàng ngày thường ngày đây. Và cái hệ thống camera này nó rất là nhạy này, đã phát hiện một xe phía trước này, tốc độ có đúng không ạ? Nhưng nếu như mình tăng tốc lên đấy, và thời gian sẽ xuất hiện, và cái việc giám sát nó cảnh báo sớm tới 2,5 giây, và mình nghĩ rằng 2,5 giây là một cái thời gian quá đủ để chúng ta có những cái hành vi lái xe an toàn, ví dụ như giảm tốc, ví dụ như sinh an, quan sát để vượt lên, vân 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 vân, đủ thời gian để chúng ta xử lý tình huống, đúng không ạ? Những cái tình huống này, những cái hệ thống này nó hay ở một cái nữa là nếu như bạn đi trong phố thì sao, luôn luôn hiển thị cái chỉ số kia, hay là đi sát vào nữa thì nó sẽ là có tín hiệu gì tít 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 nhẹ nhẹ này đấy. Đấy, thì đôi khi chúng ta sẽ sợ cái sự phiền nhiễu, đúng không? Nhưng không, 31 này, dưới 30 các bạn sẽ thấy này, dưới 30 sẽ không cảnh báo nữa. Để mình thử lại một lần nữa để các bạn xem. Đó, chỉ cần trên 30, nhưng mà chỉ cần thả chân ga ra, giảm tốc. Đó, ngay về mức 30 trở xuống là sẽ không cảnh báo. Như vậy sẽ giúp chúng ta gọi là không bị phiền bởi vì cái tiếng tinh tinh tinh. Và cái việc giám sát thời gian va chạm với xe phía trước, nếu như nằm trong vùng xanh là vùng an toàn, nhưng nếu như bạn chỉ cần tăng tốc nhanh lên một chút hoặc xe phía trước giảm tốc, đó, thì bạn rơi vào vùng đỏ từ 0,6 giây. Đó, có nghĩa là 0,6 giây hay 0,5 giây này, đây đó, là còn đúng cái thời gian như vậy là chúng ta sẽ va chạm với xe phía trước. Và bạn sẽ có được cái sự cảnh báo nhắc nhở từ Mobileye 630 bằng tín hiệu hình ảnh màu đỏ cùng với chỉ số giây có khả năng xảy ra va chạm và âm thanh tinh. Nhưng nếu như mình chậm lại, mình phanh chậm lại,
Đó. Bạn lại rơi vào vùng xanh. Vùng xanh là gì? Là vùng an toàn, thưa quý vị và các bạn. Thì thường thì khi mà chúng ta đi trên cao tốc thì như thế này, mình cứ làm một cái phép toán đơn giản thôi. Tính năng giám sát xe phía trước nó có thể cảnh báo sớm lên tới 2,5 giây. Đó. Và nếu như mình chạy ở tốc độ 120 km/h, giữ khoảng cách 2 giây đi, thì chúng ta có được 60 mét an toàn. Một chiếc xe như thế này phanh từ 120 km/h về không, mình nghĩ là nó sẽ dưới 50 mét. Như vậy là tương đối an toàn. Bởi vì xe phía trước ấy, khi mà phanh đột ngột thì cũng phải có một cái quãng đường trôi nhất định. Suy ra là nếu như mình có thêm được những cái hành vi lái xe an toàn khi đọc các cái chỉ số mà Mobileye 630 cung cấp cho bạn, thì chắc chắn rồi, bạn sẽ luôn luôn rất an toàn khi lái xe, đặc biệt là chạy tốc độ cao trên cao tốc. Rồi, vào cao tốc mình sẽ có thêm được một cái tính năng đọc biển báo giao thông. Và tôi tin chắc rằng nó sẽ hiển thị ngay lập tức khi chúng ta chạm đến biển. Chỉ số 80 km/h hiển thị ra rất nhanh, rất to, rất rõ và thu gọn vào góc trái màn hình. Trắng đỏ, đúng quy chuẩn quốc gia đúng không? Quá trình lắp đặt trước đó đã cài đặt giải tốc độ kích hoạt tính năng này từ 55 km/h trở lên. Còn dưới 55 km/h sẽ không cảnh báo lệch làn đường. Và bây giờ thì chúng ta đến với một tính năng mà mình đánh giá rất cao trên Mobileye 630 cũng như các cái hệ thống mà hỗ trợ lái an toàn cao cấp bây giờ. Đấy là tính năng cảnh báo lệch làn đường. Đấy, khi mà chúng ta đi trên làn này, đó, thì camera đọc hai vạch trắng liền. Và trường hợp bạn chuyển làn rồi, đang có xe nha, mà không sinh an, thì hệ thống hiện đại chuyển sang vạch đứt này, dùng vô lăng này, âm thanh này, hình ảnh này, âm thanh này, đó, dùng vô lăng này, để bạn biết rằng, ồ, bạn đang đi lệch làn. Thử một lần nữa. Đấy, nhưng nếu như bạn bật sinh an, bạn chuyển làn thì sao? Khi mình đã bật sinh an, mình chuyển làn có nghĩa là bạn đang phải kiểm soát cái hành vi của bạn một cách chuẩn chỉnh, lái xe đúng luật. Ok, an toàn rồi. Ở đây mình lại có gắn cả cảnh báo điểm mù nữa. Chính vì vậy mình rất là tự tin. Đó, mình thử lại một lần nữa này. Đó. Đây là một cái tình huống này cũng tương đối là nguy hiểm này này. Đấy, bên này là toàn xe tải to này, đúng không ạ? Mà không có con lươn ở giữa. Chỉ cần như này mà mình lơ đậy như thế này. Đó, thì lập tức là mình phải lấy lái về chứ, đúng không ạ? Bởi vì bạn có âm thanh này, bạn có rung vô lăng này. Đấy, mà có lơ mơ vào lúc này lại vừa đói này, vừa mệt này. Cái này có hay một cái đâu, vạch đứt vạch liền là nhận hết. Đây các bạn nhìn này. Đấy. Mà chính trên cây cầu này ngày xưa đã xảy ra một cái tai nạn rất là thương tâm, trong một cái vụ đi đón từ sân bay về. Cái này cách đây cũng phải 5-7 năm rồi, được vô cùng thương tâm. Đó, chỉ cần lệch làn một xe, toàn xe tải to như này thì bạn làm gì còn có cửa, đúng không ạ? Tốc độ là 69. Mình chuyển làn buổi tối xem như thế nào. Đấy, vẫn rung, vẫn âm thanh, vẫn hình ảnh. Báo về làn thì đã hết. Đó. Mobileye 630. Tôi tin là các bạn cũng đã nghe rồi, biết rồi. Nhưng mà hôm nay thì tôi có nhờ Tuấn Anh và chào anh chia sẻ thêm về các cái tính năng kỹ thuật. Và thì cũng muốn giới thiệu đến anh chị cũng như là anh Hùng cái tính năng của bộ cảnh báo va chạm Mobileye 630 này. Một cái thiết bị hỗ trợ lái xe rất là hữu ích và cực kỳ an toàn. Thì với bộ này nó sẽ hỗ trợ mình 5 tính năng an toàn. Tính năng thứ nhất ý, là tính năng chính, đó là tính năng cảnh báo va chạm sớm. Và tính năng thứ hai ý, là tính năng giám sát khoảng cách phía trước. Và tính năng thứ ba ý, là tính năng cảnh báo đâm va với người đi bộ hay là người đi xe đạp.
Đó, một cái tính năng rất là hay mà trên bộ sản phẩm này nó tích hợp được. Rồi. Và cái thứ tính năng thứ tư mà cái bộ sản phẩm này nó có đó là tính năng cảnh báo chạy làn đường. Rồi. Hay là hỗ trợ chuyển làn đấy. Cái tính năng thứ năm ấy là cái tính năng cuối cùng của nó, đó là cái tính năng cảnh báo biển báo giới hạn tốc độ. Rồi. Hay là cảnh báo những cái biển báo quốc tế, biển báo thông dụng ở trên thị trường đã có. Ừ. Đấy, okay. Cái chi phí của cái bộ như này là khoảng 15 triệu đúng không? Thì hiện tại giá niêm yết trên thị trường là 14.900.000 là cái nào có thể lắp đặt cho bộ luôn, bao gồm tất cả các chi phí hoàn thiện trên bộ sản phẩm này. Lắp đặt ở đại lý nào cũng được, có sự xuất hiện của Thiên Minh Auto City. Dạ vâng, đúng rồi. Với cái camera trên thị trường ấy thì em không nói chắc, nhưng mà với Mobileye này, Mobileye 630 này ấy, thì camera này nó là camera sensor, nó rất đặc biệt. Cái phương thức mà nó nhận diện ấy, nó sẽ sử dụng bằng thuật toán và cái cách thức nó nhận là sử dụng bằng biết bằng cái khối hình. Ví dụ như hình chữ nhật, hình vuông, bằng việc là nhận khối hình như đằng sau xe sẽ có cái đèn hậu của xe, cản sau xe và lốp xe, nó sẽ nhận diện thành khối hình. Còn với người đi bộ và người đi xe đạp ấy, nó sẽ nhận diện đó là hình khối chữ Y. Đó, để nó đưa ra cái cảnh báo. Đó, nó không phải là quay hay là như nào cả, mà đây nó nhận diện là khối hình. Khối hình. Chính vì như vậy, cái việc mà mình xử lý vào buổi tối thì Mobileye nó nhận diện được. Đó, va chạm Mobileye này thì tất cả các dòng xe đều có thể lắp đặt được. Đấy là ví dụ như các dòng xe như ở Việt Nam phổ thông như Toyota, hãng xe Toyota, Mazda, Kia, Hyundai, hay kể cả những dòng xe sang như Lexus hay là Mercedes đều có thể lắp được cái hệ thống cảnh báo va chạm này. Bởi vì anh thấy nó chỉ kẹp vào. Đúng rồi, kẹp nó mượn tín hiệu. Đúng rồi. Nhưng bọn em phải đọc được CAN bus. Đúng rồi. Nó sẽ có mỗi một model xe từ năm đời xe nó sẽ có một cái profile riêng cho từng xe. Và khi mà lắp đặt thì bên em sẽ phải cài đặt. Đấy, phải cài đặt và gắn cái profile mà bên em đã làm từ trước đó rồi. Thì một trong những cái bộ phận mà thu nhận tín hiệu ấy thì chính là cái camera này. Các bạn đã nghe thấy những cái kiểu hệ thống EyeSight của Subaru ấy thì dùng hai cái mắt cam ấy, EyeSight mà. EyeSight là tên marketing, còn bản chất là dùng hai camera. Thì ở đây cái Mobileye 630 này thì lại cũng dùng một cái mắt cam như này. Thì để xem một cái chất lượng của một cái sản phẩm thì các bạn có thể xem. Đây. Tức là bao giờ mình cũng phải nhìn về mẫu mã đã. Từ bao bì đến mẫu mã thì mình nhìn. Nhựa này. Đó. Kể cả các bạn muốn tham khảo thì các bạn nên cầm xem nữa. Cái hai phần mạch này. Đó. Thì nó thu nhận tín hiệu truyền qua cái bộ não, cái hộp điều khiển ấy, mình hay gọi là cái hộp ấy. Đấy. Sau đấy là nó sẽ có gì? Nó sẽ ra lệnh cảnh báo cho mọi người. Cảnh báo qua đâu? Cảnh báo qua một cái màn hình. Đây. Cái đồng hồ rất là yêu. Đây là cái, anh hỏi cái này là kẹp để lấy tín hiệu đúng không em? Dạ vâng. Tức là cái này, đường ken là đường xoắn này này, đúng không? Thường là cái vâng, xe xoắn này. Thường sẽ là hai dây xoắn vào nhau. Hai dây xoắn vào nhau. Bây giờ xe điện Tesla nó không xoắn này đâu. Ông đi mò nhá, nếu mà làm Tesla thì Tesla nó có sẵn rồi. Ok, thế cái này là cái gì em? Hai cái tín hiệu này. Dạ vâng. Với bộ Mobileye này thì nó cần lấy hai tín hiệu của trong mạng ken. Rồi. Hai tín hiệu bắt buộc phải có là tín hiệu tốc độ hỗ trợ cho tính năng cảnh báo va chạm và tín hiệu xi nhan để hỗ trợ cho tính năng cảnh báo chạy làn đường. Rồi. Tức là mình kẹp vào nó lấy được. Vâng. Cái mạch này nó lấy được. Vâng. Nó sẽ lấy tín hiệu qua cái lớp vỏ. Nó lấy qua tín hiệu này. Ngày xưa anh dùng mấy cái bộ đo nhiên liệu nó cũng kẹp vào các cái dây để nó đo được tín hiệu. Tài nhỉ. Anh Hùng ơi, anh thì anh muốn để cái vận tốc để kích hoạt cái tính năng chạy làn đường cho xe của anh là bao nhiêu km/h? Tức là cảnh báo lệch làn đường khi mà mình lệch cái nó báo hả? Dạ vâng, đúng rồi, là nó có vận tốc kích hoạt. Mình được cài những tốc độ nào em? Với bộ Mobileye này thì mình có thể cài các mức như 45, 55, 65 và 75 km/h. Thì khi mà đặt cái vận tốc này thì lập tức là trên cái màn hình iWatch nó sẽ hiển thị hai cái vạch màu trắng để nhận diện cái đường. Thứ hai là khi mà đưa ra cảnh báo ấy, khi mà anh chuyển làn thì cái vạch nó nhấp nháy này. Và kèm theo là cái rung vô lăng ở cái hướng đi luôn. Đấy.
Ở mình thì anh xem nào, thông thường trên Sorento của anh là nó từ 252 đến 55 nó hoạt động. Đúng rồi. Thông thường nhất mà cái quy chuẩn mà bên em hay cài đặt nhất là ở mức 55 và 65, tùy khách hàng, tùy độ một cái mức độ tay lái cứng hay như nào thì mình có thể cài đặt. Ví dụ như chạy bởi vì sao, các ra vào các exit thì mình đỡ phải tắt. Đúng rồi. Đấy, ra vào các cái cao tốc gì gì đấy, còn cái này nếu mà mình để mà 45 đi trong phố thì nhiều khi nó vẫn báo thì đâm ra thôi. Thì để mình chọn, chắc là mình đi quen cái Sorento thì mình cứ lấy là 55 đi. Đấy, theo quy chuẩn. Đó là mức chuẩn nhất. Ok, 55. Rồi bây giờ tốt nhất là như này nhá. Vâng. Anh nghĩ cái này can thiệp khá sâu đấy. Mình có thể cài đặt nhiều thứ nhưng mà thôi em cài đặt ví dụ như gần trạch làn, tức là đừng phải đè vạch. Ok. Đã phải cảnh báo rồi. Đối với anh là an toàn cái gì cũng sớm, cảnh báo đâm va các kiểu cũng cảnh báo sớm lên. Vâng. Bởi vì mình đi giữ khoảng cách nó an toàn chứ. Chứ đi 100 bây giờ anh em toàn cứ bám cách nhau có 10 mét thôi. Không bao giờ gọi là, nếu mà phải xe trước phanh trước, không bao giờ xe sau phanh kịp. Đúng rồi. Cái này thực ra để chia sẻ mọi người nó cũng chả khác gì cái mặt đồng hồ. Ok, thế em cài đặt tất cả những cái tính năng giúp anh cả. Ok anh. Thì trên cái màn hình hiển thị iWatt này, nó sẽ có 3 cái núm cơ học để mình có thể cài đặt. Rồi. Núm ở giữa là mình sẽ vào phần menu. Trong cái phần cài đặt này thì bên em sẽ cài đặt được những cái thông số như là cái độ nhạy của trên làn đường này, cái thời gian có thể đưa ra cái cảnh báo đâm va. Rồi. Và cái thời gian mà nhắc giữ khoảng cách. Ừ. Và một cái nữa đó là cái chỉnh về độ âm thanh to mức to nhỏ. Rồi. Và cái độ sáng cái màn hình hiển thị này. Nhiều khi khách hàng lại muốn nó tối đi một chút để nó đỡ bị phiền khi mà mình mất tập trung. Đúng rồi, mình cái độ sáng em để mức giữa hộ anh cả. Ok. Thì em sẽ cài đặt một cái thông số chung luôn này, nó sẽ chuẩn. Ví dụ như độ sáng này. Em sẽ để nó mức 3 là mức chung. Ok. Sau đó là với cái tính năng cảnh báo đâm va em sẽ để là mức 0.5 là một cái thông số chuẩn. Ừ, thông số chuẩn mà bên em là tế thích hợp với điều kiện Việt Nam đấy đúng không? Đúng ạ. Đó. Nếu mà gần hơn lại có tít mạnh hơn không? Nếu như mà mình gần hơn ấy, ở cái mức nó là cảnh báo nguy hiểm, có nghĩa là cảnh báo đâm va ấy, thì nó sẽ đưa ra cái tiếng kêu gấp hơn, âm thanh nó dữ dội hơn và kèm theo là có cả rung vô lăng. Đây là cái cảnh báo cao nhất của nó. Lúc đến rung là mình cũng phải ra một cái hành động đúng không? Ngoài ra ấy, cái nhắc giữ khoảng cách này khi mà mình bám đuôi xe phía trước ấy, ví dụ như mình cứ giữ cái khoảng cách như vậy không an toàn thì cái âm thanh nó sẽ kéo dài, không nó kéo dài như vậy, nó sẽ cái tiếng tinh kéo dài như vậy đến khi nào mà mình giãn cái khoảng cách đó ra thì cái tiếng kêu nó ngắt. Đấy, ngắt tức thời luôn. Rồi giống như đặt báo thức ấy, dễ nhất, đúng dễ rồi. Hiểu. Ok. Ôi, đã bao giờ bạn rơi vào tình huống một chiếc điện thoại này kêu và bạn với sang đoàng chưa? Tôi tin chắc là có rồi. Sửa cái xe hàng trăm triệu bởi vì đâm vào xe tải, nhưng bây giờ mình đi nhanh hơn. Các bạn thấy không? Khoảng cách nó khác nhau nhá. Nó xa hơn rất nhiều. Như vậy là gì? Đây là hệ thống camera cảm biến theo thị giác nhân tạo, trí tuệ nhân tạo. Đây, có ông gọi điện này. Đây là một tình huống thực tế này. Ví dụ để điện thoại như này nhá. Đang phi này, đang đi phi. Kiểu này. Thì đã sớm như này. Bạn có một cái khoảng cách rất sớm để tránh khỏi cái tình huống vừa rồi. Mình theo thông tin mình có được đó là khoảng cách tới 2 giây. 2 giây mà trong quy tắc 3 giây bao gồm cả phát hiện và phanh. Cái quy tắc về an toàn ấy thì là bạn quá đủ để xử lý đúng không ạ? Tiếp này, một phát nữa đi. Lồ đất kìa, ra còi kìa, chứng khoán kìa, phi này. Thoải mái mà, nhẹ nhàng chưa? Chứ không phải vội như này. Mình đánh giá rất cao cái tính năng an toàn trên cái mobile này.